Ôi đau lắm đúng không con? Nhưng mà không sao đâu mẹ, bác y tế đã băng bá cho con rồi. Thế hả? Để tên đây. Ôi, một đứa trẻ đẹp thế. Đó, tôi cảm ơn mẹ. Thích không? Mà mẹ ơi. Sao con? Hôm nay cũng không phải sinh nhật con, cũng không phải Tết, chứ mẹ mua lần tặng con làm gì? Ui, đau chết rồi. Con chào mẹ. Ô con gái. Mẹ đang gặp sao à? Ô mẹ đang gặp, ô chân con làm sao đấy? Cái giày của con à, con đi lâu con đã bị rách mũi. Thế là thầy dục con chạy con bị ngã nên là con bị thực vật nên là nó bong cả móng này. Ôi đau lắm đúng không con? Nhưng mà không sao đâu mẹ, bác y tế đã băng bá cho con rồi. Thế à? Ừ, thế con đi vào nhà thay quần áo đi nhá. Mẹ mang rau đi nấu rồi á, hai mẹ con mới ăn cơm. Vâng ạ, con chào mẹ. Ừ, con đi vào đi. Thân con bé đã từ lâu lắm rồi mình chưa mua giày cho nó. Ôi, con gái. Con chào mẹ. Ôi trời. Đi đâu đó? Nắng quá. Hôm nay ở ngoài đường nắng quá con ạ. À. Ờ, mẹ mới đi chợ về. Con đang làm gì đấy? Con đang ôn lại bài á. Ừ, con gái mẹ giỏi lắm. À, mẹ có quà cho con đấy. Quà gì hả mẹ? Đây, mẹ có quà cho con gái của mẹ đây. Đến đây đây. Ôi, một đứa trẻ đẹp thế. Đó, con cảm ơn mẹ. Thích không? Mà mẹ ơi. Sao con? Hôm nay cũng không phải sinh nhật con, cũng không phải Tết. Thế mẹ mua lần tặng con làm gì? Thực ra là không phải lễ Tết, không phải sinh nhật con, nhưng mà đôi giày của con bị rách rồi đấy, con đi đây này nó sứt cả chân ra thế này rồi, nên là hôm nay mẹ quyết định mẹ mua tặng cho con đôi giày này luôn. Không sao đâu mẹ, con vẫn đi được mà. Vậy thì bây giờ con cứ con đôi giày này làm món quà mà thành tích học năm ngoái của con được không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Bây giờ con đi thử đi xem có vừa không nào. Mẹ nghĩ là con đi vừa đấy. À được. Nóng không con? Nóng ạ. Ừ, có đi được không? Đấy, vừa đúng không con? Vừa. Đây này, đấy, rồi. Ừ, xinh thế con gái mẹ, đi đâu đẹp rất là xinh. Con đẹp thế mẹ. Ừ. Con thích không? Con thích ạ. Ừ. Rồi, tôi không đau tại mình chưa đi tất. Đúng rồi. Rồi, thích không? Con gái đứng dậy đi mẹ xem nào. Ui giời. Đẹp thế mẹ. Đẹp không con? Thích không? Con chạy nhảy đi xem nào. Em không con? Rồi, nào đây mẹ xem nào. Rồi. Con gái vui không? Em vui ạ. Ừ, đôi giày này sẽ êm, mẹ sẽ giúp con đi được vào đến những lớp chặng đường thật là dài và để cho con sau này học hành thật tốt, đúng không? Cảm ơn mẹ, con thích nhá. Thích không? Trời ơi, nhảy tung hết cả tóc rồi. Thôi vào nhà mẹ buộc lại tóc cho nào. Nè. Ôi, tóc mất tay. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình.